Theo Eurostat, tại Séc, người dân đã phải trả trung bình 7,85 kurun cho mỗi kWh, trong khi tại Áo là 6,48 kurun, Slovakia là 4,42 kurun và Ba Lan là 4,43 kurun. Chỉ có tại Đức là có mức giá trung bình cho điện đắt hơn Séc với 10,10 kurun cho kWh. Trong toàn EU thì Séc đứng ở vị trí thứ 9, nằm trong nhóm các quốc gia có giá năng lượng đắt nhất. Nếu so với giá trung bình thì người dân Séc đã phải trả nhiều hơn khoảng 70 hales cho mỗi kWh điện. Nhà phân tích ESG Gavor của hãng ENA cho biết lý do chênh lệch như vậy là do mỗi quốc gia đã áp dụng hình thức hỗ trợ riêng, chẳng hạn như Slovakia có giá điện rẻ là vì có thỏa thuận từ nhà nước và các nhà cung cấp điện là nếu họ bán điện với giá dưới mức trung bình thì sẽ không phải trả thuế, cũng như nhà nước sẽ hỗ trợ việc hoàn thành nhà máy điện hạt nhân Makhovka.